Sau khi chúng ta đã giải xong đến bài thứ bao nhiêu? Đây, chúng ta giải xong bài thứ 10, 17. Bài thứ 17 là dùng thì hiện tại và quá khứ nè. Thì đến bài thứ 18, chúng ta bắt buộc người ta dùng là thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai, và câu tiếp theo là dùng tương lai rồi nè. Đó. Cho nên bây giờ em sẽ hướng dẫn chúng ta cách hiểu được cái lý thuyết của thì tương lai đơn để tiếp tục chúng ta giải bài những cái bài sau của bài tập về thì. Vậy thì tương lai đơn. Thì tương lai đơn thì tên tiếng Anh của nó là the future simple tense. Cấu trúc của nó thì đơn giản, cấu trúc của nó chỉ là như thế này. Là chủ ngữ cộng với will hoặc shall cộng với động từ nguyên mẫu. Vậy khi nào ta dùng will, khi nào ta dùng shall? Thì trong tiếng Anh của người Anh Mỹ, người Mỹ thì người ta không dùng shall. Nếu như mà ai mà học tiếng Anh mà để giao tiếp với người Mỹ thì hạn chế chúng ta không có dùng shall, shall họ sẽ không hiểu. Người ta cũng không dùng, ít dùng lắm. Shall thì nó sẽ dùng cho chủ khi chủ ngữ là we hoặc là I. Khi chủ ngữ là we và I thì ta dùng shall cộng với verb nguyên mẫu. Còn nếu mà dùng trợ động từ của thì tương lai đơn là dùng trợ động từ will á, thì tất cả những cái này đều dùng được. Tất cả cái chủ ngữ nào cũng dùng được hết. Còn shall này chỉ dùng cho we và I thôi. Shall này rất là hạn chế. Cách rút gọn của will và shall là phẩy cái hai chữ L. I'll be on holiday in August. Tôi sẽ đi nghỉ vào tháng 8. Thế phủ định. Thế phủ định của thì tương lai đơn như thế này á, thì nó chỉ cần thêm not vào trợ động từ là will shall thôi. Rồi sau đó will not bằng won't, shall not bằng shan't. Chủ ngữ cộng với will shall cộng với not cộng với verb nguyên mẫu. Chúng tôi sẽ không có thời gian để ăn. Vậy là won't, will not, shan't, shall not. We thì dùng được tất cả, là dùng will thì dùng được tất cả những chủ ngữ này, còn shall thì chỉ dùng được với I và we mà thôi. Thể nghi vấn. Khi ta dùng thể nghi vấn ở dạng yes no question thì đơn giản ta chỉ cần đưa trợ động từ là will shall ra trước chủ ngữ, gọi là đảo ngữ. Will you be at home this evening? Will, đây trợ động từ chủ ngữ, động từ chính của câu ở dạng nguyên mẫu. To be ở dạng nguyên mẫu nha, là be. Dạng hiện tại là am, er. Dạng quá khứ là was, were. Dạng quá khứ hoàn là been. Dạng verb in là being. Dạng verb in nguyên mẫu nha, là being. Cho nên cái động từ to be này khá là đặc biệt. Chúng ta phải nắm tất cả các dạng của cái động từ to be này chứ không là nhầm lẫn liền. Nhiều khi chúng ta sẽ tự hỏi là ủa cái be này là cái gì, cái be này là cái gì đây, mà sao tự nhiên có be ở đây, động từ to be mà sao lại có be ở đây. Thì be là dạng nguyên mẫu của am, er. Am, er là verb 1. Am, er, be, was, were, been, being. Thì be là verb 0, verb nguyên mẫu, là verb pair đó. Verb 1 là hiện tại, qua verb 2 là quá khứ, verb 3 là quá khứ phân tử, và verb này là verb in. Đó. Cách dùng của thì tương lai đơn. Thì tương lai đơn thì đơn giản, nó dùng để làm gì? Để diễn tả hành động xảy ra trong tương lai hoặc hành động sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian dài ở tương lai. Một là ở tương lai, hai là xảy ra trong một khoảng thời gian dài ở tương lai. Ví dụ là hội nghị quốc tế, hội nghị nè quốc tế thì sẽ diễn ra khai mạc vào tuần tới. Đây là hội nghị, đây là quốc tế nha. Tiếng Anh nó khác với tiếng Việt. Tiếng Việt mình thì hội nghị đây, quốc tế đây, nhưng mà tiếng Anh sẽ là hội nghị sau, quốc tế trước. Năm sau tôi sẽ ở trung học, nghĩa là tôi sẽ vào trường trung học, vào vào cấp 3. Tôi vào cấp 3. Cách dùng thứ hai là diễn tả ý kiến, sự chắc chắn, sự dự đoán của người nói về một điều gì đó ở tương lai. Nghĩa là tôi cho rằng như thế nào, như thế nào, như thế nào đó. Ví dụ, tôi chắc rằng
anh ấy sẽ trở lại sớm, lát nữa anh ấy sẽ về. Vậy là cái đây là cái ý kiến, cái sự chắc chắn, cái sự dự đoán của người nói, chứ không hề có một cái dẫn chứng, dẫn cứ nào hết. Tom sẽ không vượt qua kỳ thi đó, ở đó kỳ thi đó anh ấy không có làm việc, không có học hành chăm chỉ để đủ để đậu. Lúc này thì ta đã có cái sự chắc chắn, nghĩa là ta đã có cái dẫn chứng rồi. Còn cái trên này thì không có dẫn chứng gì hết. Tôi không nghĩ rằng cái bài thi này sẽ không khó. Tôi nghĩ là bài thi này sẽ không khó. Cái này á, là thật ra là nó dịch hơi bị ngược. Cái đề nó là tôi không nghĩ rằng cái đề thi, cái bài thi sẽ khó. Thì thật ra có thể dịch ngược lại thì nghĩa là tôi nghĩ rằng bài thi không khó. Chứ không có gì, không phải là dịch sai, mà là thích thì dịch ngược, không thích thì dịch xuôi. Vậy đây là những cái ý kiến, cái sự chắc chắn, cái sự dự đoán của người nói, có thể có dẫn chứng hoặc không có dẫn chứng, tùy. Rồi, câu cách dùng tiếp theo là đưa ra một lời hứa hoặc một lời đe dọa. Lời hứa là gì? I'll call you tomorrow, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho anh. Đây là một lời hứa, promise. I promise I call you. Tôi hứa tôi gọi bạn, hoặc là tôi sẽ gọi bạn vào ngày mai. Đây là một lời hứa. Ví dụ, hoặc là nếu con còn làm thế, mẹ sẽ đánh đòn con. Đây là một lời đe dọa, threat. My mother threat me, I will hit you if you do that again. Mẹ tôi đe dọa tôi là nếu tôi còn làm vậy thì bà ấy sẽ đánh tôi. Cách dùng tiếp theo là đưa ra quyết định ngay tức thì. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái quyết định lúc ta đưa ra quyết định đó mà ta dùng thì quá khứ đơn á, nghĩa là ta không hề có một cái lường trước gì đối với cái quyết định đó, mà ta nói cái quyết định đó ta đưa ra ngay cái lúc ta nói ra cái câu đó luôn. Ví dụ như là đang đi trên đường, cái tự nhiên cái thấy một cái quán ăn, cái xong cái nói là tôi sẽ ăn cái quán đó. Vậy là cái hành động đó được đưa ra ngay cái lúc nói, ngay cái lúc mà thấy cái quán đó thì mới đưa ra cái hành động đó. Còn ví dụ mà nói là ê, bây giờ tao đang ở nhà, bây giờ tao muốn ăn ở cái quán đó quá, thôi chúng mình đi ăn ở cái quán đó đi, thì lúc đó là hành động không đưa ra ngay lúc nói, mà hành động đã được dự trù trước. Thì ta có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn, hoặc là thì tương lai, hoặc là thì hiện tại đơn để diễn tả một cái sự việc đã được lên thời khóa biểu. Chúng ta đã có kế hoạch trước rồi, ngồi nhà đã lên kế hoạch để đi ăn rồi, chứ không hề là ăn lúc mà gọi món thì mới nói là tôi sẽ ăn món này, tôi sẽ ăn món kia. Thì nó là tương lai đơn, là hành động mà được đưa ra ngay lúc quyết định, ngay lúc nói cái câu đó mới quyết định, chứ không có hề có một cái sự dự trù trước. Không có những quyết định mà được có sẵn hoặc được dự định thì không dùng will nha. Phải dùng là thì tương lai gần, là dùng thì hiện tại tiếp diễn, hoặc dùng be going to, hoặc là dùng hiện tại đơn. Những quyết định bốc đồng thì dùng will. Có một cái thùng thư ở đằng kia, tôi sẽ gửi những lá thư này. Vậy là ta thấy cái thùng thư thì ta mới gửi cái lá thư vào đó, chứ nếu không thấy thì ta đi tiếp, ta gửi cái thùng khác. Bạn vẫn chưa dựng những cái kệ đó lên travel. Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm. Vậy là cái lúc mà người này nói ra cái câu đó trách cứ thì ông này mới muốn làm, còn nếu không trách cứ thì ông cũng không làm. Tiếp theo, cách dùng cuối cùng là để đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời. Ta sẽ quay lại cái động từ, quay lại cái chương mà những cái động từ khiếm, những cái động từ tình thái, hay gọi là động từ đặc biệt, hay còn gọi là động từ khiếm khuyết, thì will nó cũng là thuộc động từ khiếm khuyết. Nó dùng để đưa ra lời yêu cầu, lời đề nghị, lời mời, nhưng không được lịch sự và trang trọng lắm. Chỉ là lời yêu cầu bình thường thôi. Còn nếu mà lịch sự trang trọng thì ta phải dùng là would, dùng là could, dùng là may, dùng là might. Còn will và can thì đưa ra lời mời bình thường thôi, không lời mời giữa bạn bè với nhau, không có lịch sự, thân thiết hơn. Anh đóng cửa giúp tôi được không? Lời yêu cầu. Tôi gọt bỏ khoai tây nhé. Lời đề nghị giúp đỡ. Tôi sẽ giúp đỡ bạn, kiểu vậy. Bạn có anh đến dùng cơm trưa nhé. Lời mời. Dấu hiệu của những trạng từ thường, dấu hiệu của thì hiện tại đơn, quá khứ đơn. Dấu hiệu của thì tương lai đơn là đây là những trạng từ thường dùng. Someday, một ngày nào đó, nghĩa là ngày nào đó trong tương lai. Tomorrow, ngày mai. Next week, next month, tuần tới, tháng tới. Soon,
chẳng bao lâu nữa. Nghe cái là ta biết là chưa diễn ra rồi. Lưu ý á, người Anh dùng I will, I shall, we shall. À mới nãy mình có nói, em có nói rồi đó. Người Anh người ta mới dùng shall. Shall hay là shall rồi đó. Họ ít dùng cũng không biết đọc. À, shall á, nói ra thì người ta chỉ dùng 10% thôi, nhiều lắm là 10%, còn 90% người ta dùng will rồi. Cho nên ta chỉ cần biết là I shall, we shall để ta lỡ mà ta có gặp thì ta biết là à, cái này là thì tương lai. Chứ bình thường không ai dùng hết, dùng người ta không dùng, ta chỉ biết là để đó thôi. Sao thì dùng trong mối văn trang trọng hoặc trong lời mời đề nghị gợi ý. Nhưng mà thật ra là sao này nếu mà ai mà học tiếng Anh giao tiếp thì thôi bỏ qua. Còn ai mà học tiếng Anh mà chuyên sâu thì lưu ý một tí. Trong tiếng Anh của người Mỹ thì không dùng sao luôn nha, không hề dùng sao luôn, không dùng sao để nói về tương lai luôn. Tiếp theo ta đến với thì tương lai tiếp diễn. Hình như còn hai thì tương lai tiếp diễn và tương lai trong quá khứ nữa là hết hết bài. Vậy là ta thấy từ tương lai tiếp diễn hay còn gọi là the future progressive tense, cấu trúc của nó đã nhắc tới tiếp diễn là phải có be cộng verb in. Về chủ ngữ, vậy ở thể khẳng định là chủ ngữ cộng will shall cộng tụng động từ to be ở dạng nguyên mẫu và cộng với verb in. Thể phủ định thì đơn giản là ta chỉ đưa not đằng sau trợ động từ đầu tiên là will, won't, shan't. Thể nghi vấn thì đưa will và shall ra trước chủ ngữ. Nhớ nha, tiếp diễn là phải có be verb in. Không biết tiếp diễn gì, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, hoa ho, hiện tại hoàn tiếp diễn hay là quá khứ hoàn tiếp diễn, cứ tiếp diễn hay là tương lai tiếp diễn thì cứ tiếp diễn là phải có be verb in. Còn những cái khác là từ từ để tính. Có cách dùng thứ, cách dùng. Ồ, có mấy cách dùng ta? Ồ, 5 cách dùng. Ui, 5 cách dùng, 5 cách dùng. À, tương lai tiếp diễn được dùng để làm gì? Để diễn tả một hành động nào đó đang xảy ra tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian cụ thể, tương lai. Nghĩa là cái việc này chưa diễn ra mà nó sẽ diễn ra ở một mốc thời gian, một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Nó sẽ liên tục diễn ra trong cái khoảng thời gian đó mà chưa diễn ra đâu, nó phải diễn ra trong tương lai. Ví dụ là tuần tới, giờ này tuần tới thì tôi sẽ đang nằm trên bãi biển. Tuần tới mà giờ này, giờ này, phút này thì tuần sau tôi sẽ nằm trên bãi biển. Vào 10 giờ sáng ngày mai Shelly sẽ ở trong văn phòng của cô ấy và cô ấy sẽ đang làm việc. Đừng có gọi tôi vào giữa lúc từ 7 đến 8 giờ, tôi đang ăn tối vào lúc đó. Tôi sẽ đang ăn tối vào lúc đó. Hành động, cách dùng thứ hai là dùng để diễn tả hành động trong tương lai. Đang xảy ra thì một hành động khác sẽ xảy đến. À, cái kiểu này là cũng giống như cái kiểu mà một hành động khác đang diễn ra, một hành động nào đó xen vào á. Nhưng mà tất cả đều chưa diễn ra nha, người ta chỉ dự đoán thôi. Ví dụ như là ban nhạc sẽ đang chơi thì tổng thống sẽ bước vào. Nghĩa là khi trong tương lai, khi mà đang ban nhạc đang chơi thì ông tổng thống ông sẽ bước vào. Đó, hành động xen vào, hành động đang diễn ra trong tương lai. Khi Tom về nhà thì tôi sẽ đang ngủ. Tiếp theo, hành động sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian ở tương lai. Như thế nào? Nghĩa là ví dụ nó trong một khoảng thời gian một tuần thì tôi sẽ làm cái gì đó trong một tuần đó. Đó là cái cách dùng của cái câu C nè. Ví dụ như là bố mẹ của tôi thì chuẩn bị đi đến London. Đây là chuẩn bị đi đến London nha. Be going to là thì tương lai gần. Nên tôi sẽ ở nhà với ông bà ngoại của tôi trong 2 tuần kế tiếp. Nghĩa là trong 2 tuần mà ba mẹ tôi đi London này, tôi sẽ đang ở với ông bà của tôi. Andrew thì không thể đi đến bữa tiệc được, anh ấy sẽ phải làm việc cả ngày mai, nguyên cả ngày mai anh ấy sẽ phải làm việc nên anh ấy không có đi tới được. Có cách dùng tiếp theo là diễn tả hành động xảy ra như một phần trong kế hoạch hoặc là thời gian biểu. Nghĩa là cái sự việc này như thế nào, được lên kế hoạch trước hết rồi, không phải là cái hành động mà vô tình diễn ra đâu, nó là được lên kế hoạch chỉnh chu rồi. Ví dụ như là bữa tiệc thì bắt đầu vào lúc 10 giờ,
Không phải tự nhiên mà bữa tiệc bắt đầu từ lúc 10 giờ người ta đã lên một cái kế hoạch dày sắp như này rồi phát cho nhân viên để nhân viên chuẩn bị là bữa tiệc sẽ chuẩn bị vào lúc 10 giờ rồi phát cho cái ông MC để cho ông ấy biết là ông ấy phải đến trước 10 giờ để ông ấy chuẩn bị và đúng 10 giờ ông ấy phải bước lên sân khấu để ông ấy làm là dẫn chương trình đó. Cho nên là đây là không phải tự nhiên mà nó được đề ra mà nó đã được lên kế hoạch trước hết trơn rồi. Vậy là khác với tương lai đơn. Khác với tương lai đơn là tương lai đơn thì diễn tả một cái sự việc sẽ xảy ra nhưng không có thời gian xác định. Vậy nếu như mà một cái việc mà được đã được lên kế hoạch đã có một cái mốc thời gian xác định trong qua tương lai thì ta lại dùng là thì tương lai tiếp diễn. Đây, tương tự với lại thì hiện tại tiếp diễn dùng cho tương lai này. Đó. Khi diễn tả một việc sẽ xảy ra trong tương lai nhưng theo thời khóa biểu hoặc đã theo kế hoạch dự định thì chúng ta có thể dùng hiện tại đơn, hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và tương lai tiếp diễn. Ba thì này. Cách dùng tiếp theo là thì tương lai tiếp diễn có thể dùng để này nha, hỏi một cách lịch sự về kế hoạch của một người nào đó. Cuối tuần này bạn có đi làm không? Hỏi về một kế hoạch của ai đó, nghĩa là hỏi về một cái việc mà họ đã được sắp xếp, họ đã được lên kế hoạch rồi chứ không phải là họ tự dưng mà hỏi. Lễ phục sinh này, gia đình bạn có ở nhà hay không? Hỏi về dự định của ai đó. Tiếp tục ta đến với thì tương lai hoàn thành. Thể các thể của nó thì tương lai hoàn thành thì chủ ngữ cộng với will shall. Cứ nhớ hoàn thành là phải có have cộng với verb 3 nha. Mà không biết have, had hay là gì đó. Nhưng mà cứ hoàn thành là phải cộng với verb 3. Không cần biết là tương lai quá khứ là gì. Thì ta thấy rằng á, tương lai hoàn thành á, hay còn gọi là the future perfect tense, thì nó sẽ là chủ ngữ cộng will shall cộng với have dạng nguyên mẫu và cộng với verb 3. Phủ định thì đơn giản, ta chỉ cần thêm not vào will shall, đằng sau will shall thôi. Còn nghi vấn thì đưa will shall ra đằng đầu và giữ nguyên phần còn lại. Nhớ cái phần này thì nhớ thì không cần phải học quá thuộc nhưng mà khi mà áp dụng vào bài làm á là không được quên những cái thành phần này nha. Đôi khi cứ nhớ nhớ quên quên là một là quên have nè, hai là quên will shall nè, và ba là quên verb 3 nè. Đó, quên mất một trong ba thành phần này. Cách dùng. Cách dùng đầu tiên, dùng của cách dùng đầu tiên của thì tương lai hoàn thành là một hành động sẽ được hoàn tất trước một thời điểm hoặc trước một hành động khác trong tương lai. Nghĩa là như thế này. Đây, cái thời gian biểu như thế này. Thì ta thấy rằng á có 3 mốc thời gian. 2 hay 3 gì đó. Thì ta thấy đây là tương lai. Tất cả đều tương lai nha. Tương lai. Tương lai. Ví dụ một hành động này như như là thắt cà vạt đi, rồi đi xuống lầu, rồi tương lai gì đó không cần biết. Thì ta thấy rằng cái hành động đi xuống lầu và hành động thắt cà vạt thì thắt cà vạt trước rồi mới đi xuống lầu sau, vậy là cái hành động xảy ra trước này ta chia ở ở ta chia ở tương ở hiện ở từ hiện tại hoặc tương lai. Hiện tại đơn đi, hiện tại đơn. Còn đưa vào ví dụ trước thì cháu dễ hiểu. Họ đã xây họ họ sẽ xây dựng xong ngôi nhà đó trước trước tháng 7 năm tới. Tháng 7 năm tới họ sẽ xây dựng xong ngôi nhà đó. Vậy là ta thấy là như thế này. Tháng 7. Nhưng mà chưa tới tháng 7 nha, tương lai. Bây giờ mới tháng 5, bây giờ là tháng 5. Tháng 5. Tháng 7 là tương lai. Đây là hiện tại. Hiện tại lúc mà nói ra cái câu này á thì tháng 6 xây xong nhà. Vậy là từ đây trở về đây là tương lai nè. Vậy là từ đây trở về đây là tương lai, từ đây trở về đây là quá khứ và ngay cái chỗ này là hiện tại.
ngay chỗ này lúc nói cái câu đó đó là hiện tại. Vậy từ đây đến đây là tương lai, từ đây đến đây cũng là tương lai. Nhưng mà cái việc xây xong nhà vào tháng 6 này là cái hành động sẽ hoàn thành trong cái lúc này. Và cái hành động tháng 7 này là cái mốc thời gian trong tương lai nữa. Vậy là cái hành động này xong trong một cái khoảng thời gian, trước một cái mốc thời gian trong tương lai. Vào tháng 7 năm tới họ sẽ xây xong ngôi nhà đó. Vậy ta chịu thì tương lai hoàn. Được. Khi bạn trở lại thì cô ấy đã tốt nghiệp cao đẳng rồi. Nghĩa là cái lúc nói thì cô ấy chưa tốt nghiệp, cô ấy vẫn còn đang học. Nhưng khi bạn trở lại thì lúc đó cô ta đã tốt nghiệp rồi. Vậy là cái hành động xảy ra trước thì ta chia ở hiện tại đơn. Hành động xảy ra sau, à, hành động mà xảy ra sau chứ, hành động xảy ra sau, xa sau trong tương lai nè, thì hành chia hiện tại đơn. Còn hành động xảy ra trước trong tương lai hoàn thành rồi á, thì chia ở tương lai hoàn thành. Khi bạn trở lại, cô ấy đã tốt nghiệp rồi. Vậy cô ấy tốt nghiệp trước rồi bạn mới trở lại sau. Chú ý. Cách dùng này thì thường được dùng với các cụm từ, cụm trạng từ chỉ thời gian bắt đầu bằng by. Nhớ là by là trước nha. Trước lúc đó, trước thời gian đó, trước cuối tháng, trước 24 giờ, trước ngày 24, trước tháng June, tháng 7. Kế tiếp. Tiếp tục thì tương lai hoàn thành nó diễn tả hành động xảy ra kéo dài đến một thời điểm trong tương lai. Nghĩa là tới cuối tháng này họ sẽ sống ở đây được 4 năm. Rồi, bắt đầu chia mốc thời gian nó dễ nha. Đây là 4 năm. Cái khúc này là 4 năm. Cuối tháng này. Cuối tháng này. Cuối tháng là đây. Cái lúc nói là hiện tại á, là hiện tại nè. Cái lúc hiện tại, cái lúc mà nói là cuối tháng này thì được 4 năm á. Đây là hiện tại. Đây là hiện tại. Vậy từ hiện tại trở lên thì nguyên cái khúc này là tương lai. Vậy cái có phải là hành động trong tương lai không? Mà xảy ra liên tục. Hành động kéo dài đến một thời điểm trong tương lai. Ví dụ cô ấy sẽ học tiếng Anh được 6 tháng kể từ khi khóa học này kết thúc vào tuần này, thì cô ta đã học tiếng Anh được 6 tháng rồi. Mà tất cả đều là tương lai hết, không có nào quá khứ hết. Tại vì cả hai hành động là học 6 tháng này, the course finished this week nè, tất cả những cái động từ này đều chưa xảy ra mà tất cả đều ở tương lai. Lưu ý thì tương lai hoàn thành không được dùng trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, thì hiện tại hoàn thành được dùng thay thế. Ví dụ như là so when á, gọi là nằm ở, lúc đầu là em hay nói là đây là mốc thời gian á. Nghĩa là khi mà một hành động được coi là một mốc thời gian thì hành động đó chỉ được dùng ở thì hiện tại hoàn thành, hiện tại đơn, quá khứ đơn, vân vân, chứ không được dùng ở thì tương lai hoàn thành, không được dùng tương lai để chỉ mốc thời gian. Ví dụ như là tôi sẽ đi với bạn khi tôi hoàn thành xong bài tập của tôi. Khi nào, mốc thời gian nào mà tôi mới được đi chơi với bạn? Mốc thời gian là khi tôi làm bài xong thì tôi mới được đi chơi với bạn. Thì cái việc hoàn thành bài xong là cái mốc thời gian. Một hành động được coi như một mốc thời gian. Thì thứ 12, để xem còn mấy thì nữa. Ừ, hết rồi. Ôi, chắc cái thì tương lai hoàn thành tiếp diễn này để lần sau đi. Cái này có vẻ dài, tương lai hoàn thành tiếp diễn có vẻ dài. Rồi.